Mời các em cùng cô tiếp tục giải bài 13, 14 và 15 trang 68 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 13. Đề bài. Bài 13. Mẹ Hà thu hoạch được 162 quả trứng gà và trứng vịt. Mẹ Hà bán bớt đi 70 trứng vịt. Hỏi, lúc này mẹ Hà còn bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt? Ở bài toán này chúng ta cùng cô vẽ sơ đồ. Chúng ta cùng nhau vẽ sơ đồ của bài toán này nhé. Theo đề bài, mẹ Hà thu hoạch được 162 quả trứng gà và trứng vịt. Như vậy cô sẽ vẽ một đoạn thẳng và chia làm hai. Đoạn thẳng đầu tiên sẽ là trứng gà. Đoạn thẳng thứ hai là quả trứng vịt. Quả trứng gà và quả trứng vịt mẹ Hà thu hoạch được là 162. Như vậy, tổng đoạn này là 162 quả trứng gà và trứng vịt, đúng không ạ? Mẹ Hà bán bớt đi 70 trứng vịt. Bán bớt đi có nghĩa là giảm đi 70 trứng vịt. Như vậy, cô sẽ vẽ một đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng trên. Mẹ Hà bán bớt đi 70, như vậy cô sẽ gạch một đoạn và đoạn này có giá trị là 70 quả trứng, đúng không ạ? Quả trứng vịt. Đề bài hỏi, hỏi lúc này mẹ Hà còn bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt? Như vậy chúng ta cần đi tìm số lượng trứng gà và trứng vịt sau khi đã giảm. Mẹ Hà đã bán bớt đi 70 quả trứng vịt, có nghĩa là trứng gà vẫn còn giữ nguyên và trứng vịt được giảm đi 70. Như vậy cô đã gạch đoạn này đi và chúng ta cùng nhau đi tìm số lượng quả trứng mà mẹ Hà còn lại. Ở bài toán này có một lưu ý nhỏ, đó chính là 70 chúng ta cần phải đổi thành 70. Đổi 70 bằng 70. Lúc này bài toán trở thành là mẹ Hà bán bớt đi 70 quả trứng vịt, đúng không ạ? Chúng ta cùng viết lời giải của bài toán. Lúc này mẹ Hà còn số quả trứng gà và trứng vịt là. Phép tính của bài toán lúc đầu là có 162 quả trứng. Sau khi bán bớt đi 70 quả trứng, ta sẽ dùng phép trừ bằng 92 đơn vị quả trứng. Đáp số 92 quả trứng gà và trứng vịt. Như vậy sau khi mẹ Hà bán bớt đi 70 trứng vịt thì mẹ Hà còn lại 92 quả trứng gà và trứng vịt. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 14. Đề bài: Lan có 42 que tính gồm màu xanh và màu đỏ. Lan cho Hà 13 que tính màu xanh. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính? Cùng cô vẽ sơ đồ của bài toán. Lúc đầu Lan có 42 que tính. Cô sẽ vẽ một đoạn thẳng tương ứng với 42 que tính màu xanh và màu đỏ của Lan. Đây sẽ là que tính màu xanh và đoạn này sẽ là que tính màu đỏ. Tiếp theo, như vậy lúc đầu Lan có 42 que tính. Đây chính là tổng ban đầu 42 que tính gồm màu xanh và màu đỏ. Lan cho Hà 13 que tính màu xanh. Lan cho Hà có nghĩa là số que tính của Lan bị giảm đi 13 và que tính mà Lan cho Hà là màu xanh. Như vậy cô sẽ vẽ đoạn thẳng Lan cho Hà 13 que tính. Như vậy là giảm đi 13 que tính, đúng không ạ? Giảm đi thì cô sẽ gạch đi. Và lúc này số lượng que tính màu xanh của Lan còn từng này. Que tính màu xanh. Còn que tính màu đỏ thì sao nhỉ? Vẫn giữ nguyên, đúng không ạ? Que tính màu đỏ. Và sau khi mà cho Hà thì Lan còn từng này que tính. Như vậy chúng ta cần đi tìm số que tính mà Lan còn lại là bao nhiêu. Chúng ta cùng cô giải bài toán này. Lời giải của bài toán: Lan còn lại số que tính là. Que tính ban đầu là 42,
Cô viết 42. Sau khi cho hàm 13 quay tính, chúng ta dùng phép trừ 13 bằng 29. Đơn vị quay tính. Đáp số 29 quay tính. Như vậy là sau khi mà Lan cho hàm 13 quay tính, Lan còn lại 29 quay tính. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài 15. Đề bài: nhà Toàn có 75 con dê, gồm dê đen và dê trắng. Bố Toàn bán đi 18 con dê đen và mua về 12 con dê trắng. Hỏi khi đó nhà Toàn có bao nhiêu con dê? Chúng ta cùng cô tóm tắt bài toán này qua sơ đồ đoạn thẳng nhé. Theo như đề bài, nhà Toàn ban đầu có 75 con dê, gồm cả dê đen và dê trắng. Như vậy cô sẽ vẽ một đoạn thẳng tương ứng với 75 con dê. Đây sẽ là dê đen và đây là con dê trắng. Sau đó, bố Toàn bán đi 18 dê đen, dê trắng và tổng ban đầu là 75, cả dê đen và dê trắng. Sau đó, bố Toàn bán đi 18 con dê đen. Như vậy, cô sẽ vẽ một đoạn thẳng. Bán đi 18 con dê đen có nghĩa là giảm 18 con dê màu đen, đúng không ạ? Như vậy, cô sẽ gạch đoạn này. 18 con dê. Và mua về 12 con dê trắng. Mua về có nghĩa là thêm, tăng lên 12 con dê trắng. À, như vậy cô sẽ vẽ thêm một đoạn nữa của con dê trắng. Và đây sẽ là 12 con. Vậy thì đề bài hỏi, khi đó nhà Toàn có bao nhiêu con dê? Vậy sau khi giảm đi 18 con dê và tăng thêm 12 con dê trắng, như vậy chúng ta cần đi tìm số dê lúc này tại nhà Toàn, đúng không ạ? Đây sẽ là phần con dê đen sau khi bán đi. Chúng ta cùng cô đến với bài giải của bài toán. Lời giải: khi đó nhà Toàn có số dê. Lời giải: khi đó nhà Toàn có số con dê là. Cô sẽ lấy tổng ban đầu là 75 trừ đi 18 con dê bán đi và cộng thêm 12 con dê trắng được mua về bằng 69 đơn vị con. Đáp số 69 con dê. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 15, 14 và 13, trang 68 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 rồi các em ạ.